Hello Dung, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung ra vườn Dung hái ít rau. Dung mời cô chú anh chị và các bạn hái rau cùng với Dung nha. Hôm nay là ở chỗ Dung là ở miền Bắc Cali, khí hậu cũng nắng ấm lắm rồi. Rồi Dung hái ít rau, rồi Dung gieo trồng thêm ít loại rau cho chuẩn bị vào mùa xuân á cô chú anh chị và các bạn. Đất là Dung cũng làm sẵn rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trời cũng nắng ấm á, giờ là Dung gieo gải bị xanh à, mình gieo đều 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 vậy đó. Nắng ấm là bắt đầu mình rải gải là nó lên bê luôn này đó. Nhiều hột gải quá, chắc gieo dày dày. Mỗi khi Dung trồng xong rồi đỡ ra bông á, xong rồi Dung lấy hạt giống á, là Dung khỏi có mua hạt giống. À, mấy bụi cải này nó lên máu mà nó lên lẹ quá, bây giờ Dung phải gắt vào đi để mình làm dưa cải. Nó ra ngồng rồi, nó ra ngồng nhưng mà nó ngon lắm này, non ơi là non nhá. Mình làm phơi qua héo héo rồi xong rồi làm dưa cải rồi nữa nó mình lấy đất nó mình trồng Trồng khác trồng xà trồng đất hả? tại Dung cũng có được giống cải rồi, thành Dung không có được giống nữa đó. Nó đang lên cái ngồng non non này này là ngon, Làm như thế hả? làm dưa ăn ngon lắm đó, Ok. có mấy bụi ngon luôn Này bông cái nó lên đó, chùa đã cải chưa? lên bơ luôn ha. Không làm giống nữa. Vừa qua Rồi. hái cái thùng cải này luôn. Nhìn thấy mơ luôn này các bạn ơi, mà nó lẹ nhanh ghê không, bón mà nó lên bông lẹ luôn đó. Hai bụi là một nắm luôn này, Như là cái cải này nó cũng mạnh lắm đấy, chịu sống mùa đông này. Ồ, cái này kêu cái gì nhất cái cây á. cái hả Dạ, cái cây hôm thì mình đi hội đam mê đồng trọt á. hoặc người ta cho giống hả Dạ, cái anh ấy anh cho hạt giống á. ôi lỡ lỡ cũng nói chuyện mùa đông quýt này thôi Dạ, mùa đông là nó khỏe mạnh lắm, trồng đang dở lắm. đang giữa mùa đông mà giờ mới nắng lên mình có ăn thu hoạch đến giờ Ô dạ, đó, mới đầu mùa xuân mà có đó là cải. cái loại này, mùa mùa đông gì cũng được này. Dạ, có mới đầu mùa xuân đó các bạn ơi. Ăn tết xong là Dung hái cải vào làm dưa. Thơm ghê luôn này. Nó bên cây hả? Cái cây thì là cái cây hầu như mình là lần đầu tiên mình trồng á ha, lần đầu tiên mình trồng. Có mấy gì Còn mấy bụi chỗ kia là Dung đỡ giống. Mình hái xong rồi cái thùng này á, bắt đầu Dung cũng ươm hạt giống hết rồi cô chú anh chị và các bạn. chúng ta sẽ trồng cái gì vô? Chuẩn bị dắt trồng hôm qua nó mướt rồi á, Hôm qua đi. hôm qua đi mình làm cái vàng á thì nó Đó, bò lên cái nó sẽ vàng nhanh đó. chóng đó. Hôm nay nó sẽ có đồ bò lên đó Vàng chuẩn bị rồi, biết khí hậu ra sao, biết đó. cứ một ngày thì nắng, một ngày thì lạnh này, một ngày thì mưa. Khí hậu ở Bắc Cali thấy lạ quá. Ngày không mưa đâu. Hả? Ngày không mưa được đâu. Hôm hôm nay là đẹp rồi á, Trời chắc giờ bắt lỡ. đầu mùa xuân rồi, nắng ấm đẹp rồi các bạn ơi. Mưa vậy chứ hết. Lạnh lạnh nó bớt rồi phải không? Còn mưa chứ lạnh nó cũng bớt rồi. Không có 100 độ nữa. Ôi dà, mơ luôn nè. Ok. Còn bên đây nè các bạn ơi, cái này là Kiểu như người ta. còn Còn nước, nước thì còn nước. còn nước nó lên gì mà Lên bờ mơ đó. luôn này, lên như bồn mà. Cũng bắt đầu mình nay mau mình cắt hết, mình hái rồi cho nó lên trở lại. Râm thì eo ọt chưa lên được. Dà, đây là rau đắng nhật này. Nó chưa đến được. Ồ, một một chậu bắt đầu mà nay mau nó lên rồi mình hái ra mình trồng. Mấy bụi này á, là Dung đỡ giống này cô chú anh chị và các bạn, nó cũng cái cây á, nhưng mà ở dưới lá chân á nó nhiều quá, giờ mình hái bớt mấy cái lá này Coi bé thì nó bế luôn không đâu. À, cái giống cái nãy này cái rồi cây luôn, giờ mình này đỡ giống mấy bụi đó là được rồi. để giống buổi làm cánh rồi có bông làm cánh cho đẹp Vừa có bông mà mình đã giống rồi, có lên ra bông nữa đẹp luôn này đó. Hai sáng Mình hôm nay mình hái xong rồi là cũng được Dung bông. phơi phơi đã héo héo á, mình đỡ bữa nay mình đỡ nguyên lá vậy này,
phơi hết cho mình làm nhựa. Đó, nha. Rồi này. Cái gọng nó bự luôn nè. Xà lách mà. À. Cá là làm xà lách hả? Gọng nó, một gọng nó bự ơi là bự luôn. Sáng tinh mơ. Mới thấy rau nó tươi, hay buổi sáng nó tươi rồi nó nắng lên đó là Dung phơi. Đó. Ớt chuông. Chú Đỗ mình hái ớt chuông luôn không? Đông, ớt chuông không có. Giờ Dung hái mấy bụi cải cầu vòng này. Nên nó lên bự quá trời bự luôn đây. Này. Qua này Nam ơi. Qua này. Cải cầu vòng, cải này là mình nấu canh ăn. Ù dạ, coi này. Cái Mỹ đi. Cái cầu vàng tại là đủ màu sắc hết á. Cái này mùa đông nữa. Coi này. Qua nhiều đây. Mùa đông trồng được khác đâu được. Wow, la la bự bự lên bé lên bé thôi, đừng nhiều cách hả? Bé thôi nó lên nữa. Nó có màu trắng nè, màu đỏ, màu vàng. Và hôm nay mình có ha, có mấy màu này. Mờ luôn. Mới cầm luộc được, dạ. Luộc được xong rồi. Nấu canh ăn ngọt ngon lắm. Bự quá phải lấy dao cắt nè. Wow, cái đẹp ha, cái màu. Màu đẹp ha. Ui dạ ha. Quá rồi luôn. Màu trắng luôn. Một trắng này các bạn ơi, một trắng giống cả trắng ha. Hai giống hả? Hai loại. Loại trắng loại đỏ. Dung ở trong màu vàng nữa mà sao nó ra màu vàng ấy. Đó. Mơ quá luôn. Nhiều đó. Giờ nhớ mình hái rồi, mình tước nhánh ấy này nó lên nữa. Dạ. Yeah. Đó. Mơ luôn. Con này. Con này các bạn ơi. Mơ quá luôn ha. À. Rau này ở chỗ Mỹ nó bán cũng mắc lắm, 3 đồng bó mà có mấy cọng thôi. Nè. Như là mình nấu canh xuồng lại ngon lắm này. Hôm nay mình hái cây ớt này hết vô các bạn ơi. Hái vô hết rồi hả? Dạ, rồi đó bắt đầu mình bón phân, tưới nước cho ớt nó ra nữa. Nó ra trái khác. Nắng ấm vừa bưng ra này, khi này là Dung đỡ trong cái nhà kính á, mùa đông á. Là Dung đỡ trong nhà kính. Đây gọi là ớt chuông nha. À. Đẹp quá luôn ha. Beautiful. Yeah. Yeah. Nhìn đi ớt thấy dễ thương ghê luôn này. Đó. Ớt ốm mà không có trái dữ. Trái quá trời trái, mình biết mình biết Dung hái biết bao nhiêu lần không? Lần. Làm nấu làm đồ ăn là quá trời luôn á các bạn ơi. Mơ quá luôn này. Chút nữa mình lấy giống á, mình bỏ xuống liền là nó lên luôn á Nam ơi. Mình làm đồng nhiều chút xíu cho nó đẹp. Ừ, cũng được mà, vừa đẹp vừa ăn được mà. Nên là nhiều làm cánh luôn mà. Dạ. Yeah. Cây bonsai luôn được. Ớt bonsai hả? Luôn. Đó, xong rồi bắt đầu là mình xới đó, bón phân cho nó nuôi cái cây. Rồi bắt đầu nó ra bông nữa, chứ mình đỡ trái đi. Nó nuôi trái lâu lắm đó. Nó phát triển được hả? Nó phát triển. Ok. Ôi dạ, yeah. Mờ luôn ha. Đó. Đựng rổ ớt hồi này. Nửa rổ. Đó. Mờ quá luôn. Hái giờ hết luôn. Làm gì làm trồng nhưng mà lúc mình đi hái á nó sướng cái tay ghê luôn các bạn ơi. Trồng thì cũng vui và cũng hơi chăm sóc rồi hơi cực chút xíu nhưng mà vui. Trồng rau ra vườn hái nó vui ơi là nó vui á. Mơ luôn này. Bữa nay á là chín lắm rồi nè. Hôm nay Dung cũng hái vô hết luôn cho rồi. Hết rồi. Chạy hết nổi luôn. Hái luôn. Wow, nó chín này đã luôn này các bạn ơi. Đây là hái cam nữa hả? Dạ. Yeah. Mới bữa hái rồi hái nữa. Bữa là mình chặt mấy cái nhánh, bữa nay là đúng là chín luôn á. Bữa nay chỉ chặt thôi. Dạ. Yeah. Là thu hoạch hả? Bữa nay là đúng là chín luôn, là đụng cái là nó rụng luôn này các bạn ơi. Hái hoàng hết cam. Ui dà, mơ luôn này. Mấy đợt này. Chút xíu ra là quá trời luôn.
Mình chiên bay qua. Mỗi buổi sáng này với mình quay nó hơi bị chá không? Chá ánh sáng á. Okay. Buổi sáng nó có ánh sáng á, chá chá luôn các bạn. Ôi dạ. Gào ơi là gào. Nhất Minh giờ anh Nam chúng mình Nam hái giùm ha. Cứ mình lại đi. Ờ hả. Chúng mình Nam hái giùm mình đó. Còn cái này. Ui à, bên đây, bên đây. Quá trời bơ luôn các bạn ơi. À, sáng sớm mà hôm nay là Dung ra vườn Dung hái được cải cây. Rồi là cam, một rổ cam. Rồi là ớt cầu ớt chuông. Cái nước cầu vồng. Cải cầu vồng nữa này. Ngon mơ luôn này. Mơ luôn, thích lắm luôn này. Cái này thì trời nắng lên là Dung phơi, Dung làm dừa. Dạ. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Dung mến chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ. Thank you. Bye bye.